đâu. Nó cao giữa cái kênh luôn hết nè. Từ cái tí đồ mình đi lấy. Chỉ có cái chỗ này là nó khó chạy nhất. Các anh em miền Tây, các anh đã hỗ trợ rất nhiều anh Bùi Hồ. May quá này, giống như là trời mưa xuống một cái cơn mà nắng hạn vậy em. Chào cô bác quý chị, tiếp tục hành trình của mình thì hôm nay Vườn Hồ sẽ gom rau củ để phát cho những cái người dân ở khu xóm trọ ở vùng Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh đó cô bác quý chị. Và đến phát phần quà hôm nay thì Vườn Hồ sẽ phát 1 tấn gạo là 100 hộ, kèm theo thì có rau củ quả. Và hôm nay đồng hành cùng với Bùi Hồ thì gồm có Đạt với lại Dượng Thám. Thì Bùi Hồ cũng đã thực hiện rất là nhiều chuyến hàng lên Sài Gòn, cũng nhờ tất cả sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân để mà những người dân từ mọi miền trên đất nước ở khu trọ của Sài Gòn đi làm á, thì có thể được bữa cơm ấm lòng hơn. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân. Hôm nay thì giờ này mình phải gom để có thể là tranh thủ chiếc xe lên Sài Gòn. Và đây là cái chiếc xe của mình là của bác quý chị. Thời tiết giờ này anh em đi thì cũng khá là oi bức luôn. Khoảng nhiệt độ ở miền Tây bây giờ là khoảng 35-36 độ C. Anh em cố gắng tranh thủ đi để có thể lên đến giao cụ đến Sài Gòn vào thời gian sớm hơn vào buổi tối, để cho các cô các chú nhận thuận tiện hơn. Cái chuyến đường vừa rồi đi thì Bùi Hồ phải giao cụ đến 3 giờ khuya. Mình phải canh điện thoại đến nguyên đêm nên là nữ là cô chú nhận cũng khá là khó khăn và vất vả. Bây giờ là cái khu này là cái qua cái chốt kiểm soát này nè cô bác quý chị. Mình là Tân Bình, mình qua Tân Long thì phải có giấy tờ đúng thì người ta mới cho mình qua được. Bây giờ anh em phải qua chốt kiểm làm gì buồn chứ à? Mệt. Dạ. Mệt. Hay là không đi làm được buồn? Em không tiêu là thần thần nhức đầu. Dạ. Yeah. Khổ, cô bác anh chị đang đợi lấy rau củ nè. Hôm nay sẽ qua 2-3 chốt luôn. Rồi lên. Dính mặt rồi. Chắc đây. Dưa leo chắc mùng 3 bạch xe đó cái đây. Còn như dưa leo hồi nãy bên đây. Dưa leo lỡ qua ông Dựng 13 bạch luôn. Cho Dựng chạy trước hả? Đợt này chuyển lên Thủ Đức, đợt này có dưa hấu nụ ngon nè. Dưa hấu này thì chú Tứng nó 6.500 một ký. Đó, thì ở đây được 100 ký dưa hấu nụ với lại khổ qua với lại 380 kg dưa leo, 100 khổ qua luôn. Và bây giờ dưa hấu thì đang chuyển ra đằng kia kìa. Dưa hấu này ngon ha. Có Dựng còn trả được nữa không? Nữa để thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Phú qua dùng đấy này đấy, trước đây Phú qua dùng đấy sao là 2 bịch đó 8, 10, đủ rồi đó. Dưa hấu này ngon. Đủ sữa bịch đó rồi đó nè. Phú qua này đây trước Phú qua anh đỡ trước giùm em lên rồi. Thấy này bịch Phú qua dùng tắt này luôn rồi. Phú qua này ha. Chắc cho nặng nặng đồ ơi. Cái đầu còn đó nó ngầu nè. Chỗ này là 380 kg dưa leo, 5.500 này lên giá này ở dưa chú. Ừ, 60 rồi để 50. À, hôm qua là có 5.000, nay 5.500 là 2.090.000. 80 kg khổ qua là 6.000 đồng một ký là 480. 10 nụ là 6.500 là 650, 3.220.000 đồng cho 20 kg khổ qua. Rồi bây giờ con sẽ chuyển khoản cho chú ha. Ôi hôm nay nè, càng ngày càng lên giá, chắc càng ngày càng cho ít lợi quá. Dạ. Còn giờ hút lợi. Thôi đưa đây con, quên con giữ để con chuyển tiền cho chú. Rồi hôm nay mình sẽ lên tài công luôn, Đạt sẽ là tài phó hay Đạt ha.
cái tay nè, con nó đỏ hết trơn luôn à. Nói chung là chạy xe này vô cùng khó, mà cái âm thanh mà xe lớn nhất á, nghe âm thanh lớn nhất là của cái tiếng nổ của xe. Ồ ghê gớm, cái tay đen thùi lùi luôn. Và bây giờ thì Bùi Hồ được chưa, đặt xuống được ơi. Rồi mấy anh em sẽ chuyển hàng xuống. Ơi à, sao không ngã xuống ta? Tại nó đang chổng đầu á. Dạ. Sao trước mày chịu cái đầu đó đi. Đây, đừng đá mệt không? Mệt. Nhiều không? Nhiều. Nay vui hơn. À. Đây, hôm nay thì Bùi Hồ sẽ chuyển lên cho Thủ Đức á. 100 hộ thì có 1 tấn gạo nè. Rồi rau muống nè. Rau muống đồng, rồi dưa củ cải trắng. Rồi đu đủ. Rồi bí đao rồi. Rồi bí đao kìa. Rồi bí đao. Dưa leo. Bí đao, dưa leo. Dưa hấu. Với lại dưa hấu nụ. Đó, rất là nhiều luôn ha. Hàng đợt này là cô bác hàng đợt này là cực kỳ ngon luôn á. Có tấp nào mình để riêng tấp đó. Và có hai có hành luôn, 30 kg hành luôn. Khổ qua nữa nè. Đây là chung chỗ một hay gì? Ờ chung chỗ một à. Ở khu luôn. Để trồng lên thấy đi. Ờ chung chỗ một thôi. Nè. Đu đủ nè, đu đủ mỗi dịch hết. Còn bí đao này là 8.000 đồng một ký à. Thì đây là củ cải trắng. Củ cải trắng thì nhiều loại lắm. Nói chung là còn chanh đó. Hôm qua thì chanh người ta cho mình phơi ra lượng nhiêu à, chuyển chanh lên đó luôn. Đó. Thì lần này Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn một chị ở dấu tên ở Canada với lại chị Xuyên ở Nhật Bản là hỗ trợ cho Bùi Hồ được ngày. Rồi vậy là xong hết đó ha. Rồi. Rồi đây có hành nữa nè, cô bác của anh chị thấy không? Đó, hành rất là ngon luôn. Hôm nay 12 giờ. 12 giờ 45. Mới giờ chuyển xong đi lúc 11 giờ. Đó, đây là đồ chuyển vào 100 hộ khó khăn ở khu nhà trọ của quận Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ đi còn nhiều chuyến nữa. Đó, giờ đợi xe tải lên xe thôi. Này là cải gỗ hả? Cải bằng dưa. Cải bằng dưa. Cải bằng dưa nhưng mà nó canh ăn được. Ờ, cho thêm hai. Rồi vậy là cái phần mà đu đủ này là chú Út nói là người ta cho. Lâu lâu có
này cho đó. Khoảng 50 kg hả chú? Muối sinh gần 100 kg á. 100 kg đủ ha. Với hai bọc dưa cải khoảng 30 mấy kg á. Đâu 60-70 kg cải cù sậy lên tránh cho bà con nấu canh nè. Rồi thay mặt bà con cảm ơn nhà vườn luôn, nông dân luôn. Và còn cái phần này là chưa tính tiền nè cô bác quý anh chị. Củ cải trắng với lại rau muống, với lại bí đao, với lại hành là chưa tính tiền. Cái phần đó thì chắc lên anh đếm tính tiền sau. Còn cái phần này hôm nãy mua mình có ghi của đơn rồi. Rồi cho phải đu đủ nè. Đó, đu đủ với lại cải. Gạo cũng chưa tính tiền luôn. Gạo một tấn gạo đó 10 mấy triệu á. Rồi cô bác quý anh chị, hôm nay thì tiếp tục đi xe của tài xế Huy á. Hỏi ngày thì cũng gắn bó rất là nhiều luôn. Và hỏi Huy nữa coi chuyển tiền Ê, xe của mình tổng cộng là 2 tấn đó cưng. Dạ. Là bao nhiêu nè? 2 triệu anh ơi. 2 triệu ha. Dạ. Chút xíu nữa anh chuyển khoản em ha. Ok anh. Rồi tại đợt này rút tiền không được rồi. Dạ. Rồi. Ở ngày đi khó giờ tối đêm nay khoảng mấy giờ tới Huy? Khó lắm rồi, cái này đi Sài Gòn khó quá trời, với lại có nghị định mới á, đi qua về tới nhà 10 giờ sáng. Ôi ôi. Rồi, tối đêm nay hàng này khoảng mấy giờ tới nè? Không biết hên xui. Giờ trước sao? Rồi, đợt này lên 1 tấn gạo cho 100 hộ cô bác anh chị. Sự ủng hộ của chị xuyên ở Nhật Bản và chị giấu tên ở Canada. Lên hàng giờ này nó hơi nóng ha. Đạt là chuyên gia, đợt này lên chắc hàng chuyên nghiệp luôn hết à. Chuyên môn luôn. Ừ. Quá nặng luôn. Nói chung là dân Sài Gòn cảm ơn chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Và hôm nay thì được hỗ trợ chị giấu tên ở Canada với lại chị xuyên ở Nhật Bản. Không không, chị đảo chắc chồng luôn anh ơi. Chồng nó ra đây nó gớt. Đúng không? Gớt. À. Rồi, cài nó đi, không hết bọc rồi. Đừng cho dập là được rồi, đừng cho hư hàng. Này củ cải trắng. Dưa leo, đu đủ với lại bí đao. Bí đao á. À. Còn có 2 trái mít nữa hả? Không biết quay vậy, nó chở làm tặng tao luôn. Máy nó bị lỗi. Tới lui hư hoài. Thôi, rồi chưa? Tới bây đào hả? Ờ, tới đợt này có hành luôn, có niêm niếm rồi luôn. Em lên tới Sài Gòn, cái mấy Sài Gòn, có mấy không Sài Gòn hỏi lại chở gì, nó chở đi từ thiện hết, nó xin. Còn giao tải không, đâu bộ vậy? Cắt lại với khu vực cắt rau cải lên. Ồ, dưa hấu non đợt này ngon á. Ừ. Hàng đợt này là chủ yếu là rau củ của cô bác của anh chị. Rút kinh nghiệm mấy lần cải hôm trước là nó bị nó dễ bị úa. Đây đây luôn. Hả? Dưa hấu nhiều như trời. Một bọc nè. Gì? 100 kg dưa hấu á. Đây. Để đây luôn. Quá nóng, quá nóng mà. Xuống rồi đó. Này là cải thìa, ổ cải gỗ. Quá nhiều rồi. Rồi còn cuối cùng là 100 kg muống rồi xong ha. Chanh lên chưa chú? Lên luôn. Tên gọi phải không? 2 bọc hành nữa. Dạ 2 bọc hành nữa là xong. Gọi gì này tới chảnh trước 5 giờ phải ru. Rồi nè Đạt ơi. Rồi đợt này quá im rồi. Nói chung cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều luôn. Rồi. Cảm ơn Huy luôn nha Huy. Để nhắn tin số tài khoản qua cho anh Heo Hi. Dạ rồi, chứ xem nhắn tin số tài khoản cho anh. Rồi. Rồi. Một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị. Và hôm nay tuyến hàng này tiếp tục đi Thủ Đức. Đi ở cái nhà trọ, khu nhà trọ này 100 hộ dân. Và người ta cần rất là nhiều nên mỗi một hộ như thế là 10 kg gạo và gạo củ riêng đó. Đó. Xem cái hậu kỳ của hư chiếc xe nè. Mình với Đạt phải mua cái vỏ lấy cái gột về. Để giá cái bánh xe và Đạt sẽ tự giá luôn để tiết kiệm tiền công. Làm được không? Cái này hồi nhỏ có học qua rồi. Vậy hả?
giá xe đạp rồi. Giá xe đạp bây giờ này giá xe đẩy hả? Này, giá xe đẩy luôn. Hai luôn chứ không còn giá nữa. Đây bỏ này luôn. Này cũng quá tải quá hạn rồi. Nó mua cái hai cái đó hết là 295.000 á. Cái vỏ này nhiêu ạ? Vỏ 245. Vỏ mua vỏ hiệu gì ạ? À biết đâu. Có chưa có giảng không? Này có thêm nghề mới. Rồi rồi cá dẫn cá. Dạ. Lấy cây á. Tính ra sửa cũng đạt, sau này thất nghiệp làm thợ sửa xe luôn cũng được ha. Giá được chứ, cũng lặt vặt sửa được hết à. Vậy hả? Ví dụ một số cái rồi. Ví dụ gắn ba cái ba ga đồ xe đồ xăng đâu. Bơm hơn hơn cái đằng cho vô gục để thủ miếng ấy. Không có ấy đâu. Chú ơi. Chú vô nó nặng nặng. Dở ra đi, mở cái. Rồi, rồi bơm đi, bơm đi không sao hết. Ừ, bơm hơi mình bơm lên, rồi. Đã cứng mới được. Lăn nữa vòng coi đi được không? Muốn đã chiếc dép nè. Dạ. Cứ ngắt rồi sao? Cứng không? Dài, dài vòng cứ ngắt rồi. Rồi, thay vô. Nghề nghiệp bắt đất dĩ không à, mùa dịch này có. Đóng đinh ngang hả? Phá đinh lại. Là nó không chạy ốc ra. Bẻ đinh ngang không? Bẻ nè, lấy kem nè bác. Sau đây là tổng chi phí hỗ trợ khu nhà trọ ở quận Thủ Đức của Sài Gòn. Một là 1 tấn gạo 11.300 đồng một ký là 11.300.000 đồng. Hai là 380 kg dưa 5.500 đồng một ký là 2.090.000 đồng. 3 là 80 kg khổ qua 6.000 đồng một ký là 480.000 đồng. 4 100 kg dưa nụ 4.500 đồng một ký là 650.000 đồng. 5 70 kg bí đao tốt 10.000 đồng một ký là 700.000 đồng. 6 là 40 kg bí đao thường 6.000 đồng một ký là 240.000 đồng. 7 là 30 kg hành 15.000 đồng một ký là 450.000 đồng. 8 là 95 kg rau muống 5.000 đồng một ký là 450.000 đồng. 9 100 kg cải củ 5.000 đồng một ký là 500.000 đồng. 10 là tiền xe chuyên chở 2 triệu đồng. Tổng cộng chi phí là 18.860.000 đồng. Và thêm phần dưa hấu, chanh và cải muối thì được nông dân bà con ủng hộ. Và sau đây thì Quỳ Hồ sẽ trích danh sách của mạnh thường quân hỗ trợ. Một là một chị giấu tên ở Canada trích 10 triệu đồng. Hai là trích quỹ hỗ trợ của chị Xuyên ở Nhật Bản 8 triệu đồng. 3 là Bùi Hồ 886.000 đồng. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn mạnh thường quân, nhà nông đã ủng hộ rau củ và chi phí ủng hộ hoàn cảnh khó khăn để Bùi Hồ kết nối và giúp đỡ. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chúc mạnh thường quân sức khỏe và an lạc. Và đây là một clip về một cái nhà trọ và chủ trọ có thể kết nối với Bùi Hồ để mà có thể hỗ trợ giúp cho những bà con còn đang ở Sài Gòn đang gặp những cái hoàn cảnh khó khăn để có thể giúp đỡ gạo và rau củ. Và đây là cái cặp trước khi được giúp đỡ gạo củ của em thì chỉ còn là một vịt hoặc là thịt muối chiên mà không có một miếng gạo củ nào của bán chị. Chào con. Rồi cảm ơn các mạnh thường quân, anh Bùi Hồ mạnh thường quân với lại anh em ở dưới miền Tây hỗ trợ cho bà con ở trên thành phố này bây giờ đang dịch bệnh. Cảm ơn nhiều nha các anh em miền Tây, các anh hỗ trợ rất nhiều anh Bùi Hồ. May quá, này giống như là trời mưa xuống một cái cơn mà nắng hạn vậy. Một cái clip đang chuẩn bị để vô những cái phần quà được cô chủ nhà trọ được để mà chuẩn bị để phát cho những người ở trong cái khu trọ, vì một số hình ảnh cũng chụp lại cũng khá là hiếm nên cô bác quý anh chị mạnh thường quân có gì thông cảm. Và xin một lần nữa chúc cô bác quý anh chị và mạnh thường quân sức khỏe và an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau ạ.
cho bà ngoại. Con rửa cho ai vậy? Có rửa cho ai đâu, rửa sẵn mấy phần nữa. Đã mới chưa ra đồ này chưa ra đồ. Có rồi. Cho cô giáo. Có. Thầy gì đó.